Xin chào, mình là Vô Lý và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Game On News. Tuần trước thì Game On cũng đã có nhắc đến trong bản tin của mình là vụ kiện của các nhà chức trách California đối với Activision về một loạt các hành vi quấy rối tình dục nữ trong công ty. Và sau một tuần, không những dư luận không nhận được những lời giải thích thỏa đáng, vụ bê bối này còn đang lớn hơn rất nhiều, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công ty cũng như gián tiếp ảnh hưởng đến các game thủ. Và không để mất nhiều thời gian hơn nữa, chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin ngay sau đây. Ok, Game On! Vào ngày 20 tháng 7 vừa qua, cơ quan về quyền dân sự tại California đã đệ đơn buộc tội Activision Blizzard chứa chấp một nền văn hóa kỳ thị giới tính và quấy rối tình dục nơi công sở. Cáo buộc này là kết quả của 2 năm dài điều tra và thu thập chứng cứ từ những nhân viên đã và đang làm việc cho hãng game lớn. Trong tuyên bố chính thức, Activision Blizzard chỉ có thể bác bỏ rằng những cáo buộc trên là xuyên tạc và sai sự thật. Câu trả lời thiếu sức thuyết phục này đã khiến nhiều nhân viên hiện đang công tác tại Activision Blizzard thất vọng. Hơn 2.600 trong số đó đã chung tay ký vào bức thư gửi ban quản trị, dùng những từ như ghê tởm và xúc phạm để chỉ trích phản hồi do ban lãnh đạo đưa ra. Trong thư, người viết cho rằng lời nói và động thái của công ty đang khẳng định ban lãnh đạo không hề tin tưởng vào nạn nhân, làm cho mọi chuyện khó khăn hơn trong việc bắt những kẻ quấy rối phải chịu trách nhiệm. Bức thư cũng bày tỏ nghi ngờ rằng liệu công ty có thực sự đặt an toàn của nhân viên lên trên lợi ích hay không, đồng thời kêu gọi giám đốc điều hành của Activision là Frank Townsend từ chức. Không chỉ có vậy, đã có hàng trăm nhân viên đồng loạt dừng làm việc, kéo xuống khuôn viên của công ty để bày tỏ sự phản đối vào ngày 28 tháng 7 vừa qua. Blizzard nhận ra tầm ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng, cũng đã tuyên bố rằng nhân viên sẽ không phải đối mặt với bất kỳ hậu quả nào nếu họ tham gia vào buổi đình công ngày hôm đó. Với những nhân viên không trực tiếp tới buổi biểu tình, họ được khuyến khích sử dụng hashtag ActiBlizzWalkout trên các mạng xã hội để thể hiện quan điểm, đồng thời lan truyền thông điệp trên Internet. Với những lùm xùm xoay quanh công ty chủ quản, đội ngũ phát triển World of Warcraft, tựa game hàng đầu của Blizzard, cũng quyết định ngừng phát hành bản cập nhật mới cho trò chơi ở thời điểm hiện tại. Nhà thiết kế hệ thống cấp cao của game là Jeff Hamilton khẳng định phản hồi vô trách nhiệm của Activision trước vụ kiện là lý do chính khiến đội ngũ hành động như vậy. Quấy rối tình dục, phân biệt giới tính hiện đang là một trong những vấn đề nhức nhối, đặc biệt là trong môi trường có sự phân hóa nam, nữ cao như ngành công nghiệp game. Ngoài Blizzard, Google, Ubisoft hay Riot Games cũng từng bị dư luận lên án kịch liệt khi bê bối quấy rối của những công ty này được đưa ra ngoài ánh sáng. Những thông tin chi tiết của vụ việc này sẽ được chúng mình phân tích rõ trong một video khác của Game On. Và hãy chú ý đón xem để có thể biết được vì sao nó lại lớn tới vậy, hay là Blizzard liệu có lại tiếp tục chịu sự tẩy chay của làng game nữa không. Chúng ta sẽ tạm thời gác lại thông tin này sang một bên để cùng đến với những thông tin khác, chắc chắn cũng sẽ thu hút được sự chú ý của các bạn. Kena: Bridge of Spirits dời ngày phát hành tới tháng 9. Kena: Bridge of Spirits là một trò chơi phiêu lưu hành động được phát triển và phát hành bởi Amber Lab. Câu chuyện kể về Kena, một hướng dẫn viên linh hồn trẻ tuổi, sử dụng khả năng phép thuật của mình để dẫn đường cho những người đã khuất đi sang thế giới bên kia. Hành trình của Kena: Bridge of Spirits bắt đầu khi cô đang tìm cách giúp đỡ một ngôi làng cổ xưa đang phải hứng chịu một số thế lực diệt vong. Người chơi sẽ tiến bộ lên nhiều hơn khi vượt qua các mẩu chuyện, mở khóa kỹ năng mới, khám phá những bí mật và cố gắng khôi phục lại vùng đất trở về thời gian vinh quang như trước đây. Tuy nhận được rất nhiều lời khen ngợi về hình ảnh, phong cách chiến đấu và cách xây dựng bối cảnh, thế nhưng Kena cũng nhận được không ít lời phàn nàn đối với kế hoạch phát hành trò chơi. Kena: Bridge of Spirits được công bố lần đầu tiên vào tháng 6 năm 2020 trong sự kiện ra mắt PS5 của Sony. Từ đó đến nay, trò chơi này đã chứng kiến vô số sự trì hoãn, từ kế hoạch phát hành vào năm 2020 đã bị đổi sang quý 1 2021, sau đó tiếp tục rời đến tháng 8, và bây giờ, tựa game đã có ngày phát hành mới vào 21 tháng 9 tới đây. Amber Lab chia sẻ rằng studio này cần thêm thời gian để hoàn thiện trò chơi trên tất cả các nền tảng. Trong khi phát hành đồng thời trên PS4, PS5 và PC, Kena: Bridge of Spirits đang được tối ưu hóa cho sản phẩm thế hệ mới của Sony để không chỉ trông đẹp hơn mà còn tận dụng được các tính năng độc đáo của tay cầm DualSense. Doanh số PlayStation 5 cán mốc 10 triệu sản phẩm. Sony đã bán được hơn 10 triệu chiếc PS5 kể từ khi sản phẩm này ra mắt vào tháng 11 năm ngoái. Với thành tích đạt được, PS5 sẽ tiếp tục là máy chơi game bán chạy nhất của gã khổng lồ công nghệ ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, chiếc console này chỉ bán thêm được 2,2 triệu máy sau chưa đầy 3 tháng phá kỷ lục 7,6 triệu máy của PS4. CEO Sony Interactive Entertainment Jim Ryan cũng thừa nhận Sony đang đối mặt nhiều thách thức khi sự thiếu hụt chip công nghệ đã làm cản trở việc sản xuất nhiều loại hàng hóa, từ ô tô đến máy tính. Trong khi đó, ngành sản xuất thiết bị trò chơi điện tử đã chứng kiến sự phát triển bùng nổ trong thời gian đại dịch Covid-19. Ngoài doanh số máy, Sony cũng cho biết các tựa game dành riêng cho PS5 đều có tình hình kinh doanh vượt ngoài mong đợi. Spider-Man Miles Morales đã bán được hơn 6,5 triệu bản.
Ratchet & Clank Rift Apart đã bán được hơn 1,1 triệu bản và Returnal có doanh số hơn 560.000 kể từ khi ra mắt vào tháng 4. Trái ngược với Sony, Microsoft không còn chia sẻ doanh số cụ thể của Xbox kể từ khi ra mắt Xbox One. Tuy nhiên, giám đốc điều hành Nadal vẫn khẳng định Xbox Series X và Series S là những máy chơi game bán chạy nhất của hãng từ trước đến nay. Theo nhà phân tích cấp cao Daniel Ahmad của Nico Partner ước tính, có tổng cộng 6,5 triệu máy chơi game Xbox Series X và Series S đã được bán ra tính đến ngày 30 tháng 6 năm nay. Valve cam đoan Steam Deck không ngán bất kỳ tựa game PC nào. Trong buổi phỏng vấn với trang tin IGN, Valve đã đưa ra nhiều thông tin hơn về Steam Deck, khẳng định rằng thiết bị này không những có khả năng chạy toàn bộ danh mục game PC hiện có, mà còn cả những tựa game PC sắp ra mắt trong năm nay trên màn hình LCD 1280x800 ở mức 30 khung hình trên giây trở lên. Nhà phát triển Pierre Loup Griffiths nói rằng một số tựa game đã gặp khó khăn khi chơi trên các bản thử nghiệm thiết bị ban đầu, nhưng ông tự tin rằng toàn bộ thư viện Steam hiện tại đã có thể chạy tốt y như dự định. Kỹ sư Valve nhận định khả năng thích ứng nhiều game của Steam Deck nằm tại phần cứng. Cỗ máy sở hữu CPU và GPU thế hệ mới nhất của ADM, bên cạnh đó là 16GB RAM. Theo lời nhà phát triển, hiệu năng của Steam Deck có thể ngang ngửa với máy chơi game để bàn hiện tại khi nó chỉ phải chạy game với độ phân giải 800p, thấp hơn nhiều so với máy tính thông thường. Kỹ sư phần cứng Yazan Adihayat cũng tự hào rằng Valve có thể là công ty đầu tiên sử dụng RAM LPDDR5. Thân Trung lên kế hoạch ra mắt demo trong tháng 8. Trong khoảng thời gian gần đây, có lẽ không một game thủ Việt nào là không biết tới tựa game kinh dị mới có tên Thần Trùng do streamer có tiếng Dũng CT và Dude Studio phát triển. Có thể nói, từ sau 7 năm năm tư đến bây giờ làng game Việt mới có một sản phẩm thu hút nhiều sự chú ý đến vậy. Thần Trùng sẽ xoay quanh câu chuyện về một nam thanh niên, người đã mắc kẹt vào cơn ác mộng không hồi kết ở chính căn nhà trọ của mình. Cốt truyện tuy vẫn chưa được tiết lộ, nhưng từ bức ảnh thờ người con gái, mẩu báo bí mật giữa thủ đô, một gia đình 5 người qua đời trong một đêm, và chính tiêu đề của game, Thần Trùng có thể khai thác hiện tượng tâm linh trùng tang với cái chết của cô gái trẻ và những hệ lụy xung quanh. Mới đây, nhóm phát triển đã đem đến một tin vui cho người hâm mộ về kế hoạch phát hành bản demo miễn phí trên Steam trong tháng 8 này. Thêm vào đó, Thần Trùng sẽ có một số thay đổi, có thể kể đến là sự nâng cấp về mặt đồ họa, một số Easter egg về Dude Studio. Tuy Thần Trùng không yêu cầu cấu hình cao và dung lượng được gói gọn dưới 10GB, nhưng trò chơi được khuyến khích trải nghiệm trên PC có RAM từ 4GB trở lên. Đặc biệt, để tri ân sự ủng hộ của đông đảo người hâm mộ, Dũng CT cũng ấp ủ dự định ra mắt phiên bản vật lý cho game thủ có nhu cầu sưu tầm. Phần game chính thức được dự định đến tay game thủ với giá 70.000 đồng trên Steam vào quý 4 năm 2021. Tựa game Splitgate hoãn ngày ra mắt vì quá nổi tiếng. Tựa game bắn súng viễn tưởng miễn phí được mệnh danh là sự kết hợp giữa Halo và Portal đã ra mắt bản thử nghiệm chơi chéo vào ngày 13 tháng 7 vừa qua. Điều này cho phép game thủ từ mọi nền tảng PC, PS4, PS5, Xbox Series X, Series S và Xbox One lần đầu tiên có thể tham gia chung một trận đấu. Khi mới có mặt trên PC vào tháng 5 năm 2019, Splitgate chỉ sở hữu lượng người chơi tương đối nhỏ, nhưng bản beta đa nền tảng mới đây của trò chơi đã tạo nên một cơn sốt với nửa triệu lượt tải xuống, gây ra sự cố máy chủ nghiêm trọng. Theo Steam Chart, số lượng người chơi cùng lúc của Splitgate trên nền tảng của Valve là 11.601 người. Điều này cho thấy phần lớn người chơi đều trải nghiệm tựa game thông qua console. Với sự ủng hộ nồng nhiệt từ cộng đồng game thủ, nhà phát triển 1047 Games đã buộc phải đóng cửa bản Open Beta của Splitgate vào tuần trước. Và nghiêm trọng hơn, 1047 Games hiện đã quyết định trì hoãn việc ra mắt tựa game vào ngày 27 tháng 7. Theo lời chia sẻ, máy chủ của 1047 Games chỉ có thể xử lý được nhiều nhất 65.500 người chơi cùng một lúc. Thế nhưng vì tựa game đã trở nên nổi tiếng nhanh chóng nên đã gây tổn thương đến hệ thống máy chủ. Điều này quả thực quá sức cho một đội ngũ phát triển chỉ có vỏn vẹn 4 thành viên. Sau sự cố trên, 1047 Games cũng đã nhận được một khoản đầu tư đáng kể để giúp xây dựng đội ngũ kỹ sư của mình và hứa hẹn sẽ cho ra mắt một sản phẩm chỉn chu trong vòng một tháng tới. PlayerUnknown's Battlegrounds hay PUBG có vẻ như là một cái tên đã rơi vào dĩ vãng, và như chúng mình đã từng đánh giá nó thì nó cũng đã được gọi là dead game rồi. Vậy nhưng mới đây thì công ty chủ quản của PUBG Corporation đã tung ra những thông tin vô cùng chấn động về tham vọng muốn vực dậy PUBG một lần nữa, và hơn thế còn là muốn xây dựng vũ trụ của PUBG. Khi mới ra mắt vào năm 2017, PlayerUnknown's Battlegrounds đã nhanh chóng trở thành cơn sốt trên toàn thế giới, đồng thời mở ra thời kỳ hoàng kim của dòng game bắn súng sinh tồn. Số lượng người chơi cùng một thời điểm của PUBG đã có lúc lên đến 3,2 triệu người vào năm 2018, nhưng con số này đã tụt dốc không phanh, và cho đến hiện tại, tổng số người chơi trong một tháng của game chỉ vỏn vẹn hơn 200.000. Thiếu update mới mẻ, bị tàn phá nặng nề bởi hack, cheat và phong cách chơi dần trở nên đơn điệu. Đó chính là những nguyên nhân khiến PUBG trở thành dead game như ngày hôm nay.
Nhằm thay đổi điều này, Krafton, công ty mẹ của PUBG Corporation, đã vẽ ra nhiều hướng đi mới cho PlayerUnknown's Battlegrounds để tạo nên vũ trụ xoay quanh thương hiệu này. Chúng bao gồm 3 dự án lần lượt là trò chơi kinh dị Callisto Protocol, Project Cowboy và PUBG New State. Callisto Protocol là trò chơi kinh dị khoa học viễn tưởng lấy bối cảnh trong vũ trụ PUBG. Nó được phát triển bởi Striking Distance, một studio được thành lập bởi Glenn Schofield, cha đẻ của series Dead Space đình đám. Trái ngược với thể loại Battle Royale nhiều người chơi của PUBG, The Callisto Protocol là một sản phẩm chơi đơn góc nhìn thứ ba. Không chỉ có vậy, bối cảnh của The Callisto Protocol sẽ xoay quanh mặt trăng Callisto của sao Mộc năm 2320, một môi trường không có chút liên quan nào tới chiến trường của PlayerUnknown's Battlegrounds. Tuy không có nhiều tiết lộ, nhưng nhà phát triển hứa hẹn đây sẽ là tựa game đáng sợ nhất từng được tạo ra. Dự kiến, The Callisto Protocol sẽ có mặt trên PC và console vào năm sau. Project Cowboy hay PUBG Cowboy là một phần phụ khác của PUBG. Ban đầu, nó là một chế độ chỉ sử dụng súng từ miền Tây hoang dã cho bản đồ Myanmar. Tuy nhiên, Krafton quyết định biến nó thành một trò chơi hoàn chỉnh sau khi dự án được mở rộng. Đúng như cái tên của nó, Project Cowboy nhiều khả năng sẽ là một trò chơi cowboy tương tự như Red Dead Redemption, nhưng lại kết hợp với lối chơi sinh tồn của DayZ. Người chơi sẽ kiếm được tài nguyên thông qua các trận chiến, chế tạo và cướp bóc. Cuối cùng, PUBG New State là phần tiếp theo cho PUBG Mobile và hiện tại đang trong giai đoạn thử nghiệm alpha. Tựa game hứa hẹn sẽ sở hữu đồ họa đẹp hơn, công nghệ tốt hơn với bản đồ thế giới mở. PUBG New State được lên kế hoạch ra mắt vào tháng 10 năm nay. Và đặc biệt hơn nữa, tựa game PUBG cũng được đồn đoán sẽ chuyển sang hình thức chơi miễn phí, free to play, dựa trên phản hồi của người chơi. Tài khoản Twitter chuyên đăng tải các thông tin nội bộ ngành game là PlayerIGN tiết lộ rằng Krafton sẽ cho phép game thủ tải và chơi thử PUBG trong một tuần. Nếu thành công, họ sẽ miễn phí hoàn toàn tựa game này. Được biết, trong quá khứ, PUBG đã từng có ý định mở cửa miễn phí nhưng lại vấp phải sự phản đối từ những người chơi cũ, vốn đã phải bỏ tiền ra mua game. Tuy nhiên, trước làn sóng cạnh tranh vô cùng gay gắt của những tựa game Battle Royale mới, PUBG đang buộc phải thay đổi để tồn tại và tìm lại những hào quang trong quá khứ. Và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho số Game On News của ngày hôm nay. Như thường lệ, nếu thấy video này hay và hữu ích đừng quên nhấn like và share. Còn nếu như đây là lần đầu các bạn đến với Game On, hãy nhấn nút subscribe và nút chuông thông báo. Mình là Vô Lý và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.